Ê làm gì vậy? Dạ, cây châu bông chị đẹp quá, em mượn chụp hình cái nghe. À, cái góc bên kia đẹp quá, em qua kia chụp cái. Ui, cái góc bên kia cũng đẹp quá chị. Ui, cái góc này cũng đẹp quá nè. 5 minutes later. Chụp cái gì mà lâu thế? Hả? Ui, nó đâu mất tiêu rồi. Ui. Đúng là dễ lừa thiệt. Sắp có tiền nữa rồi. Chị, mua bông. Bông bán sao? Trăm cành. Mà bông nhập ở đâu mà đẹp vậy? Em nhập ở quán cà phê. Ừ. Chứ không phải cấp của tao hả? Ủa chị, câu chuyện ngày Tết. Thôi về nghe, bữa nào rảnh qua chơi tiếp. Tán. Dạ, bác kêu con. Tết đến nơi rồi, bác đi xì mày. Thôi, con không lấy đâu. Bác cho tiền lì xì thì lấy đi. Lấy đi. Thôi, bác về đi. Con không lấy. Ừ thôi, không lấy thôi tao về. Tôi về nghe. Ừ, thôi anh về. Ui bác. Gì mày? Bác, cho lấy tiền lì xì. Sao nãy mày nói mày không lấy? Hồi nãy có mẹ con mà. Bác không có tuổi thơ hả? Đúng, hồi nhỏ tao cũng y chang mày vậy đó. Mó, tao lấy hết luôn. Bác lì xì con. Cảm ơn bác. Bác đi nhanh đi. Không thôi má con phát hiện bác á. À, thôi tao đi. Thơm. Đưa tiền lì xì cho mẹ con. Kiên căng quá. Còn đúng cái nịp. Xuân đã về, xuân vẫn mơ màng trong nắng vàng. Câu chuyện ngày Tết phần 2. Chị. Ủa, chú con Thắng. Lâu quá không gặp. Mới có năm chứ nhiêu. Nay Tết nè, em qua chơi. Có chút quà. Cảm ơn chú nghe. Thôi, đi vô nhà. Ừ ha, mà anh đâu rồi chị? Kìa. Hả? Trời, sao anh mất mà chị không báo em biết? Ủa, ai mất? Hello chú. Chị, anh hiện hồn về gặp em kìa chị. Ê mà, anh yêu. Trời ơi, tôi dỗ bằng thờ mà nói tôi mất.